Đó tôi đâu? Đó tôi đâu? Đó tôi đâu? Có gấu đồ, tặng quà đồ, ngàn hay lắm chắc. Chị phục vụ á. Ê ơi là ế gần 30 năm trời. Và chị ta nâu quằn quại trong nỗi cô đơn tuyệt vọng của chính mình. Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi sẽ đi tìm gấu. Gấu tôi đâu? 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 Không biết luôn hả? Gấu tôi đâu? Gấu tôi đâu? Gấu vô rừng kiếm mà đâu đây kiếm mà nội? Điên à? Kiếm gấu thiệt. Chị biết hả? Thiệt. Chỗ nào? Sở thú. Chị làm cái gì vậy? Đang bùng cháy nè. Giỡn. Giỡn tí cho vui hà. Giỡn không có vui miếng nào luôn á. Nghe không? Nghe. Rap food chứ đâu. Rap food. Rap food. Rap food. Rap food. Rap food. Thì sao nữa má? Chỉ cần order với hóa đơn trên 99.000 thì có cơ hội nhận gấu ngày 8 tháng 3. Nè nha, nè nha, không có quảng cáo nha. Đây không phải cái chợ, cái livestream muốn nói gì nói. Tôi mà không có gấu là mấy người phải đền gấu mấy người cho tôi đó. A few moments later. Chị ơi, chị order đồ ăn trên Grab Food đúng không? Chị cứ giống y chang vậy. Em luôn á. Hả? Mấy đứa hồi nãy cũng em luôn á. Ủa là sao? Chị thông cảm, đóng 2-3 vai, nip ít tiền mà. Thôi trả tiền đồ ăn với tiền giao hàng cho em đi. À đúng rồi. À vậy là tổng tiền của chị là 550.000 mà đang khuyến mãi 50% là 550 chia 2 là 225. Rồi chờ chị xíu chị lấy tiền. Ủa chị 550 chia 2 là 225 hả chị? Ủa chứ nhiều má. Tự nhiên vô đây 550 chia 2 bằng 225 hả chị? Ủa chứ nhiều, con quỷ shipper. Ủa chứ nhiều ta? 550 chia 2 bằng 275. Ủa chết một. Ủa chị xin lỗi, chị xin lỗi, chị xin lỗi, em xin bờ nha. Ơi, chị nghĩ gì vậy? Chị nghĩ 250.000 của chị em ăn lời của chị chắc. 250.000 của chị to quá. Ủa xin lỗi em à. 250.000 á chị có thể uống được một ly cà phê, chị ăn một tô bánh canh, chị uống ly sinh tố rồi chị qua chị quất ly chè đó cưng. Nhưng em không có nhu cầu ăn để mập thay với chị. Em muốn nghe chị chửi cái gì? Sợ chị chắc. Muscular, demuscular. Bé bé, mẹ cái lén lương xuyên qua thờ. Rai thích ta, đi kiển. Ba ba bẹn. Nói gì á? Chửi tiếng Pháp. Học đâu hay vậy? Cưng ơi, chị không có học tiếng Pháp ở đâu hết. Chị nói xạo với Cưng chị làm chó. Chị nói thiệt, chị biết tiếng Pháp là do thầy chị dạy. Hồi nãy em nói chị là chị order Grab Food về là chị có gấu liền. Bây giờ Grab Food tới rồi, chị trả tiền luôn rồi, rồi gấu chị đâu? À em lừa đảo chị, em thấy cái mặt chị non em tính lừa chị chứ gì nè, không 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 không. Hà hà gì vậy? Nhảy vô họng em ngồi đi. Đâu ra vậy? Em chưa nói xong mà ào 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 à. Chứ sao giờ sao mới có gấu? Nè nha chị, vào phòng My Reward là cái ưu đãi của tôi á. Rồi lấy code chị sạc ngang website thả ga món ngon chấm vn sạc 83 chọn lắc thật. Rồi lắc thật. Nhập code vào đi. Nhập code vô rồi sao? Lắc đi chị. Lắc tung nắc. Em khoan. Chị nói từ đầu là không có PR quảng cáo mà em xem cứ nói hoài vậy hả? Trời đất ơi, có một gấu thôi mà từ hồi nãy giờ em hành chị quá trời của đất luôn á. Nè chị nói thiệt với Cương nha. Từ hồi nhỏ giờ chị chơi game, chị chơi trúng thưởng chứ bao giờ chị trúng một cái gì hết trơn á. Quảng cáo một xíu Cương ơi. Trời ơi. Không phải một gấu mà 90 gấu lận xuyên suốt trong vòng 10 ngày từ ngày 1 tới ngày 10 tháng 3. Mỗi ngày sẽ trao 9 gấu cho các bạn order Grab Food may mắn lắc trúng đi. Em con tán chị cái đi. Ui cha. Vậy là thiệt rồi. Trời ơi trời, chị trúng gấu rồi nè cưng. Chị biết đây có gấu rồi hả chị? Chị ơi, chị đây nè. Đây nè, cái tay chị ló lên nè. Ôi mặt chị đâu? Mặt chị nè, cướp à. Con gấu nó bự quá.
nó đè nhẹ cái nón lá gì luôn nè cưng. Con hàng xóm nhà chị á, nó mới có bồ là Iraq hay là Châu Phi gì đó. Trời ơi, cái ba má chị á khen hoài hà đó. Bây giờ chị đem con gấu 2 mét này về, thế nào ba má chị cũng hú hồn. Thôi bây giờ bye bye em nha, bây giờ chị đem gấu về, chị khoe với ba má chị với lại mấy bà hàng xóm cho mấy bà lát mắt chơi. Ba chị, bye em. Đi về hơi gấu ơi. Trời ơi, nó bự quá. Ôi trời, em ơi, em phụ chị em ơi, em ơi, em ơi, em ơi. Vậy là 8 tháng 3 này chị Cano đã có gấu rồi nè các em ơi. Các em mà muốn giống chị Cano thì các em hãy nhanh tay order GrabFood lẹ lên để có cơ hội nhận gấu giống chị Cano nha. Bước 1, order GrabFood có giá trị từ 99.000 trở lên từ ngày 1 tháng 3 đến hết ngày 10 tháng 3 năm 2019 nha. Bước 2, kiểm tra My Reward, còn được gọi là ưu đãi của tôi, để lấy mã xác thực. Bước 3, lên ngay website thảgamongon.vn/83 để lắc thật. Bước 4, nhập mã xác thực và lắc khí thế. Bước 5, nhận thông báo giải thưởng và nhập thông tin nhận giải.